khu dân cư đó là của thị xã Hà Tiên cho các bạn xem nha, cũng như là một vòng thị xã Hà Tiên đó, hai anh em đi một vòng đó, nhìn không các bạn thấy không, ở bên kia là biển đấy. Giờ hai anh em Siêu Tầm TV sẽ đi dạo một vòng thành phố Rạch Giá nha các bạn, quay thành thị xã Hà Tiên nha các bạn. Các bạn đây, đây là chợ Bách Hóa Hà Tiên nè, các bạn thấy phía trước không, thấy chợ không, đây chợ Bách Hóa Hà Tiên nằm ở trên đường Mạc Thiên Tích nha các bạn. Đó, các bạn thấy chợ không, các bạn có món ẩm thực vô luộc đó. Đây bình nè các bạn, đây là chợ Bách Hóa, đi một vòng một bay trong chợ nha các bạn. Wow, rất nhiều đồ hải sản nha, đồ khô á. Đây là bên đó là sẽ có thêm cái chợ rau thịt nha các bạn. Đó, đây sát chợ Bách Hóa là có chợ rau thịt, và đặc biệt là nó có thêm là bên nữa là chợ cá này, cũng rất lạ. Nó phân ra từng khu luôn nha các bạn. Đây là ngoài cái chợ này các bạn, đây là chợ cá này. Ờ, các bạn thấy không, chợ cá này ở Hà Tiên này, cá nhiều không, đủ là cá luôn nha các bạn. Đó, ghẹ nè, hai anh em Siêu Tầm TV đi giao một lần tối ở đây có tính nhiều quá đi đi đó. Đây là chợ ăn uống nha các bạn, tức là ở ngay chỗ thị xã Tiên nó chia thành cái khu chợ thì nó chia làm 4 khu đó, chợ Bách Hóa nè, chợ ăn uống nè, trái cây nè, và chợ cá nè, cũng như là chợ hải sản nè. Đây là cái cầu Tô Châu nè các bạn, thấy cái cầu Tô Châu không? Đẹp, chạy lên trên kia này chứ Khoa, nay quanh xuống về mình lại rồi. Các bạn thấy không? Ở đây nó có cái nhà hàng cánh buồm Hà Tiên nha các bạn, rất lớn nha, đẹp nha. Chợ rau ngoài biển, hướng biển nè. Hai anh em Siêu Tầm TV đi dọc một vòng ở thị xã Hà Tiên như thế nào nha các bạn. Đấy, cho các bạn quay lại cái cảnh ở thị xã Hà Tiên cho các bạn xem. Đó, đây là cái cầu Tô Châu nè các bạn. Đây là anh em đi xuống khu lấn biển nha các bạn. Chập nữa sẽ quay lên cái khu trên kia cho các bạn xem cái khu mà đó, nhìn không, thấy các bạn thấy cái khu lấn biển đẹp không? Đó, đây là biển luôn nha các bạn, phía trước là biển nè, nhìn rất đẹp, khu lấn biển rất đẹp nha các bạn. Chạy xe máy không cứ thì mà nó hơi cứng. Đây là khu lấn biển này các bạn, cái khu mới của thị xã Hà Tiên đó nha các bạn. Đây là cái khu mới của thị xã Hà Tiên.
đây có rất nhiều quán cà phê. Khu mới, đường mới đẹp không các bạn? Đây hai anh em của sưu tầm TV đi hôm nay đi dọc ra một vòng ở thăm khu cái mé biển của thị xã của lớp biển nha. Khu dân cư đó là của thị xã Hà Tiên cho các bạn xem nha, cũng như là một vòng thị xã Hà Tiên đó, hai anh em đi một vòng đó. Nhìn không các bạn thấy không, ở kia là biển đó. Khu trong này thấy đẹp quá Khoai, phải không? Dự án đó phát triển ra nè, thấy không? Cho anh Long coi đất lô nào cho anh Long. Sẵn đây có dịp anh em đi coi đất luôn nha các bạn. Sẵn mua đất luôn, đầu tư ở Hà Tiên. Rồi hết đường cho vô rồi. Đó các bạn thấy không, cái khu phía dưới nè là cái khu quy hoạch nè, đó khu dân cư đó. Là tới đây là công trường đang làm nhưng mà không cho vô. Đó anh em đi sản dịp đi một vòng luôn, quay lại cảnh cho các bạn xem luôn nha. Các bạn thấy đẹp không? Hiện tại đất Hà Tiên cũng đang rất sốt nha các bạn. Đó các bạn thấy không, chủ yếu là về Hà Tiên đó. Các bạn thấy là những cái dãy nhà phía trước không, là người ta nuôi yến là nhiều, nuôi yến cực kỳ nhiều luôn nha các bạn. Về Kiên Giang ấy, thì là yến à. Đó các bạn thấy không, nghe chim yến kêu không đó, nhà đó, cái nhà phía trước đó là nuôi yến đó, con nuôi yến nha các bạn. Đây là cái khu dân cư, khu lấn biển của thị xã Hà Tiên. Đó, hai anh em đang đi nghe bạn. Đó, thấy các bạn thấy trước không? Đây là toàn là biển hết đây nha các bạn. Không có người ở nha. Xây nhà rất đẹp. Lần này sưu tầm TV đi không mang theo cái cây chống rung nha các bạn, nên là quay đi quay một số cái hình ảnh nó hơi rung nha, các bạn thông cảm nha. Đó các bạn nghe tiếng yến không, chim yến ở phía sau đó là cái núi nè các bạn. Qua mình nghĩ qua hết cái núi này là tới Campuchia rồi hả? Ở vì từ nghe chủ nãy nó chỉ bỏ từ đó là đi qua cầu là 9 cây phải không? Đâu mà tới mười mấy cây. 9-10 cây. Sao lắm? Là qua cái cửa khẩu Xà Xía đó nha các bạn. Đó anh em, hai anh em sưu tầm TV đã đi một vòng hết cái khu lấn biển rồi nha các bạn, của thị xã Hà Tiên. Bây giờ hai anh em sẽ quanh lên trên cái khu mà dân cư hiện hữu, quay lại những cái cảnh đấy cho các bạn xem như thế nào nha.